Em buông cuộc tình của em là không có dám đối diện, nhưng mà em hơi hèn, em không dám nói ra, tìm mọi cách luôn để cho bạn nó nói lời chia tay với em. Một mối tình 18 tuổi của em không có ai ngỏ lời hết, thì em thấy như là cái tình cảm của bạn nó giống như cái tình cảm của em hồi xưa em được lúc còn đi học ấy. Muốn chinh phục chị, càng khó là em càng muốn chinh phục. Tụi em quen nhau cũng rất là lâu, hơn 3 năm. Em cầm điện thoại của bạn đó, em xem, em lục, em xem nhắn tin qua lại, nhắn tin qua lại với người yêu cũ. Bạn kia là do em vô tâm, em không quan tâm, em đánh đổi rất là nhiều, và em dành nhiều thời gian cho bạn hơn, để chăm sóc, gần gũi nhau nhiều hơn, để hiểu nhau hơn. Đi ra càng xa bờ thì sóng nó sẽ càng to hơn, thì em sẽ càng bị vùi xuống dưới mà em không nhận ra. Gia đình bạn đó là người có đạo, gia đình của em là gia đình theo Phật, thế nên là mẹ em rất là cản em, không cho em quen đó. Cản đến nỗi mà nói hết dòng họ em, thế là em lại cảm thấy mình bị vùi sâu vô gọi là cái tuyệt vọng gì. Và em quyết định. Em quyết định là em buông. Và ngay bây giờ thì mình đã có thể bắt đầu câu chuyện của mình được chưa chàng trai? Dạ, được rồi ạ. Mình sẽ muốn bắt đầu câu chuyện trong cái ánh sáng ở cường độ như thế này, hay là em sẽ muốn bật đèn sáng hơn? Hôm qua khi mà em nhận được là em sẽ lên ghi hình chương trình, thì em định là sẽ bật đèn sáng lên. Bật sáng lên luôn? Dạ đúng rồi. Nhưng mà sau khi một hồi suy nghĩ thì em không có quyết định nữa, em bỏ luôn. Vì sao? Sau một đêm suy nghĩ thì mình cảm thấy là thôi bây giờ mình sẽ chấp nhận một cái bóng tối nó ổn hơn là cái việc là bật sáng đèn. Em nghĩ là không nên lộ diện nó sẽ tốt hơn. Rồi, đó là suy nghĩ của em hiện tại. Dạ. Chỉ hy vọng rằng là sau khi mà chúng ta nói chuyện được với nhau, chúng ta được bày tỏ, thì em lại quay trở về cái điểm suy nghĩ của tối hôm qua trước khi em đi ngủ. Vậy thì thôi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào câu chuyện. Em muốn bắt đầu câu chuyện này ở cái đoạn nào trên cái hành trình tình yêu đó? Em sẽ kể về tình đầu hay là một mối tình không phải là tình đầu nhưng nó lại rất là đặc biệt? Một mối tình 18 tuổi của em. 18 tuổi mà đầu chưa? Đầu lần thứ hai mấy. Rồi, vậy thì bây giờ mình sẽ quay trở lại lần dở những cái trang ký ức của mình trong cái chuyện tình 18 tuổi đó. Em với cô ấy đã gặp gỡ nhau như thế nào trong cuộc đời? Lần gặp gỡ đầu tiên thì lúc đó là em mới lên đại học. Em có đi kiếm một công việc làm thêm, thì em lựa chọn công việc đó là làm nhân viên trong một cửa hàng thức ăn nhanh. Thì em gặp được một bạn đó. Thực sự ra lúc đầu ra hai đứa nhìn thấy nhau thì hai đứa rất là ghét nhau. Tại vì hai đứa trái ngược hoàn toàn, em cao, bạn ấy thấp. Em gầy thì bạn ấy thì hơi đầy đặn một xíu. Nhưng mà một khoảng thời gian sau, tầm cũng nhanh lắm, chỉ một tuần sau, thì cảm thấy là hai đứa có một cái điểm chung nhất định về cái suy nghĩ. Thế nên là hai đứa cũng quyết định là tìm hiểu thử. Trong một cái tuần đấy mình gặp nhau thì bạn ấy ở trong vai trò là đồng nghiệp của mình ở cái nơi mà mình làm thêm. Dạ đúng rồi. Tức là trong một tuần đó nó cũng phải có một cái sự kiện để từ cái chỗ là nhìn là không có ưa rồi đó, kêu gọi cái con người gì mà không có giống mình gì hết. Thế thì cái mấu chốt của cái sự kiện nào mà em cảm thấy là không, mình có lẽ là mình phải thay đổi trong cái sự kết nối của mình với cái cô này rồi? Đó là cái lần mà em và bạn đó hỗ trợ em support bạn đó làm công việc của bạn. Em thấy là trong cái quá trình làm việc, khi mà làm việc chung thì mình cũng có trao đổi qua, và lúc đó em cảm thấy là tại sao cái người này nó có cái gọi là suy nghĩ làm việc giống như mình vậy. Thì em cảm thấy là em tìm được một cái bản sao của em. Nhiều khi chúng ta nhìn mặt chúng ta bắt hình dung cái ghét của nào trời trao của đó. Thế thì khi mà các bạn bắt đầu kết nối với nhau theo một kiểu khác đi, ngay tại cái thời điểm đó em nghĩ rằng là cái cảm mến mà mình dành cho cô này là cái cảm mến của một cái đôi lứa yêu nhau rồi, hay là lúc đó nó vẫn chưa đâu, nó vẫn chỉ là cái chuyện là thay đổi góc nhìn về nhau thôi? Chỉ là thay đổi góc nhìn về nhau thôi. Vậy thì đến cái điểm nào được coi là chốt đơn để mình tự tin, mình mạnh dạn, mình đặt tên đây là một chuyện tình? Một tháng sau đó, khi mà đó là sau lần hẹn hò đầu tiên, đi coi phim ăn uống xong, là sau ngày hôm đó là tụi em chính thức là tìm hiểu nhau sâu hơn. Không có ai ngỏ lời hết, không ai nói là mình yêu nhau, mình quen nhau đi, không ai nói hết. Đó là một cuộc tình không có tuyên ngôn về lời cậu. Dạ, gọi là tỏ tình. Dạ đúng rồi. Vậy thì cái chất liệu nào trong một tháng gắn kết đó để em cảm thấy rằng là cái mối quan hệ này nè nó khác với những cái mối quan hệ trước đây? Thứ nhất là hồi trước khi mà còn đi học, em vẫn có gia đình ở dưới đó, cho nên là cái việc tình cảm có hay không đối với em nó bình thường lắm. Tại vì mình có gia đình mà, mình không có quan tâm nhiều với cái tình cảm. Người ta thích mình thì mình thích lại, hết rồi thôi. Nhưng mà khi lên Sài Gòn rồi một mình một cõi ở trên đây, trải nghiệm các thứ, thì mình cảm thấy là có một người đồng hành chung với mình trên cái con đường một mình đi thế này, cảm thấy là em vui. Đó là cảm nhận của em. Còn cái phản hồi của bạn bên kia thì tại thời điểm đó bạn đó có chia sẻ với mình về cái cảm giác của bạn đó khi mà bạn đó bước vào cái mối quan hệ với mình không? Bạn đó khác với em là bạn đó là người Sài Gòn. Em cảm thấy là người Sài Gòn thì khác với lại em. Tại vì em đây là em tự lập,
tự lập kinh sinh hết. Còn bạn ở trên Sài Gòn thì bạn có tất cả các hậu thuẫn đằng sau, support từ gia đình, người thân, các thứ ở trên này rất đầy đủ hết. Thì em thấy như là cái tình cảm của bạn nó giống như cái tình cảm của em hồi xưa em được lúc còn đi học ấy. Ồ, vậy có vẻ là em cảm thấy bạn ấy hơi gọi là cũng chưa có chắc chắn lắm. Dạ đúng rồi. Lúc đó em nhận ra điều đó hay là bây giờ nhìn lại em mới nhận ra? Lúc đó là em nhận ra rồi. Cảm giác của mình khi nhận ra điều đó là gì? Lo âu, hoài nghi hay như thế nào? Em cảm nhận ra cái điều đó em cảm thấy quyết liệt hơn chị. Muốn chinh phục chị. Càng khó là em càng muốn chinh phục. Ngay cả lúc mà đã khi mà đã quen nhau rồi, cái cảm giác chinh phục của em nó vẫn còn rất là mạnh. Cái đối phương của em á cảm giống như là bị bắt thóp cái cách của em vậy á, giống như là đớp nhà để em đi theo, chứ không phải là nhà hoàn toàn hay là đớp hoàn toàn các thứ. Nghe hồi giống như là mình bị tráp quá vậy em. Nhưng mà nói chung thì các bạn cũng đủ những cái chất liệu để hấp dẫn nhau tại cái thời điểm đó. Đặt tên thì cũng không có đặt, nhưng mà em có còn nhớ cái hành động, cái bối cảnh nào để đến thời điểm này? Thì mình nhớ rằng chính nhờ cái bối cảnh đó, chính nhờ cái hành động đó mà mặc dù không có lên tiếng nhưng mình biết đây là người yêu của mình nè. Em và bạn nó hẹn hò ở một cái nơi nó hơi bị tối. Đúng rồi, thường yêu nhau đâu hẹn nơi sáng kiếm không? Một nơi rất là tối luôn, chỉ có hai đứa ngồi. Và cái đó chỗ đó là cái nắp hầm tủ thêm á chị. Thì hai đứa có ngồi đó nhìn ngắm quận một. Lần đó là nụ hôn đầu tiên, cũng chia sẻ rất là nhiều thứ về định hướng sau này, rồi gu các thứ. Thì cảm thấy là đây rồi, mình cảm thấy là cái người hợp gu lúc đó thôi chị. Mình đây là người hợp gu của mình. Đúng rồi, tính ra cái cuộc tình này nó cũng gọi là sao ta, nó bài bản quá ha. Chuyện tình cứ thế mà trôi đi. Tụi em quen nhau cũng rất là lâu, hơn 3 năm. Hơn 3 năm, sóng gió bắt đầu từ khi nào trong cái khoảng thời gian 3 năm đó? Sóng gió bắt đầu khi mà có hai biến cố mà trong 3 năm đó em thấy là nó mạnh nhất. Thứ nhất là về người thứ ba đi. Tất nhiên cuộc tình nào cũng phải có người thứ ba. Cái người đó là người cũ của bạn đó. Thì trong cái quá trình mà quen nhau, hai đứa em, tất cả mọi thứ của em hay là tất cả mọi thứ của bạn đó, hai đứa đều biết hết. Cả bát Facebook, bát các thứ về mạng xã hội. Đó là một lần em vô tình em cầm điện thoại thôi. Em cầm điện thoại của bạn đó, em xem, em lục, em xem. Vô tình em thấy là một cái app đó tên là Tumblr. Nó cũng có một cái chế độ mà nhắn tin riêng. Thì cái app đó là cái app mà em không bao giờ em vô hết. Tại vì em không biết nó là cái gì hết. Em chỉ xài mỗi Facebook, Messenger, Instagram. Vô tình hôm đó em vô em coi thì em biết là bạn đã có nhắn tin qua lại. Nhắn tin qua lại với người yêu cũ trong một khoảng thời gian cũng khá là lâu, gần một tháng. Nhưng mà cái chớ trêu là cái hoàn cảnh em biết cái việc đó là khi mà em dắt bạn đó xuống tàu qua nhà em chơi. Thì cái lúc đó là em mới phát hiện ra ngày hôm đó luôn. Hai đứa đang ngồi trong nhà em, đọc được em hơi sốc. Em sốc nhưng mà em vẫn còn lý trí để em gồng mình lại được. Tại vì có bố mẹ em ngồi đó mà. Em chở bạn nó ra quán cà phê và hai đứa có một cuộc nói chuyện gọi là nghiêm túc đàng hoàng nhất từ trước đến lúc đó. Là bao nhiêu lâu sau khi quen thì đến cái sự vụ đó? Lúc dạ, đó là quen được bao lâu? 3 tháng sau ạ. Có nghĩa là quen 3 tháng thì bắt gặp cái sự việc đó. Dạ. Và sự việc đó thì bạn đấy lại nhắn tin với người cũ là tầm 1 tháng. Dạ. Nội dung tin nhắn nó đại loại là anh là người em hiểu nhất. Anh đúng là người có thể là hiểu lại cái nội tâm của em, hiểu lại cái tinh thần của em mà không ai có thể làm được. Mà trong khi em là người yêu và mình đang hiện hữu ở đây. Em đang ngồi đó luôn, em đang ngồi nhìn. Thì cái tin nhắn đó là tin nhắn cuối cùng mà em đọc được. Đó là tin nhắn gần nhất mà em đọc được. Thì em có nói chuyện thẳng thắn với bạn luôn. Thì bạn cũng kêu là do chính bản thân em. Em cũng chấp nhận thôi. Em nghĩ đi nghĩ lại thì cũng đúng, không có lửa làm sao có khói. Bạn kêu là do em vô tâm, em không quan tâm. Em cũng ok. Nhưng chị muốn hỏi một tí về cái thái độ của bạn gái em khi mà hai đứa nói với nhau về điều đó. Thái độ của bạn ấy khi mà bạn ấy nhận ra là em biết được rằng là hai người có nhắn tin với nhau, rồi bạn ấy vẫn còn nhắn qua nhắn lại với người cũ. Em cảm thấy mình không được tôn trọng, nhưng mà tại vì cái tình yêu trong người lớn quá, em có thể bỏ hết. Miễn là bạn hứa với em là cắt đứt liên lạc hoàn toàn đi, rồi hai đứa mình lại làm lại từ đầu và anh hứa là anh sẽ thay đổi. Giờ nhìn lại thấy mình mù quáng hả? Nghĩ lại thì mình cảm thấy hơi ngu. Thì mình có khắc phục được những cái vấn đề nằm trong cái tin nhắn đó không? Ví dụ mình hiểu cổ hơn, mình chia sẻ với cổ hơn và cổ hài lòng với cái độ gắn kết của hai đứa hơn. Dạ, có chị. Em đánh đổi rất là nhiều. Lúc đó là em còn đi học đi làm mà chị. Em đánh đổi luôn là em bỏ làm ở cái cửa hàng thức ăn nhanh đó. Không phải là bỏ học nữa mà là hạn chế bớt đi học cái gì. Gặp tôi là cấm thi rồi. Trời đúng ơi. Đúng rồi chị, cấm thi mà. Đúng rồi đó. Nhưng vì sao cái
vì chăm sóc một cuộc tình nó lại được đánh đổi bởi một cái sự từ bỏ. Em từ bỏ cái đó để em làm một cái, thực sự đó là cái đó là mục đích cá nhân của em thôi. Là em kinh doanh riêng, thì có bạn đó nữa thì hai đứa support nhau để kinh doanh. Em bỏ hết tất cả mọi thứ và em hạn chế bớt đi học đi để em kinh doanh riêng, và em dành thời gian, dành nhiều thời gian cho bạn hơn, để chăm sóc gần gũi nhau nhiều hơn, để hiểu nhau hơn. Em nghĩ là lúc trước đó là em mãi là em đi làm và em dành thời gian nhiều cho bạn bè, gia đình các thứ hơn là người yêu. Cái việc em từ bỏ công việc của em từ bỏ một cái con đường học tập để có một tương lai tốt hơn sau này, vững chắc hơn sau này, và quay trở lại gắn kết nhiều với bạn gái mình hơn, thì cổ có vui vì điều đó không? Thời gian gần thì vui, nhưng mà càng về sau thì nó lại càng lại trở về cái khúc ban đầu ấy chị. Lúc mà mình quyết tâm là mình sẽ thay đổi thì mình rất là mãnh liệt, mình dùng hết 100% công lực của mình để mình thay đổi, mình hoàn toàn thành một con người khác. Nhưng mà mình càng cố thì nó lại càng sai. Mình cứ theo cái đà vậy chị, mình cứ làm kinh doanh rồi mình đi với người yêu, mình chăm sóc cổ, bị cuốn theo cái dòng đó thì mình bị đi ra càng xa bờ, thì sóng nó sẽ càng to hơn, thì em sẽ càng bị vùi xuống dưới mà em không nhận ra. Thực ra không phải là em xa bờ, mà ngay từ khi em bắt đầu cái chuyến hải trình đó, em đã đi trên một lộ trình không được ổn lắm đâu. Bình tâm và suy nghĩ lại cái khoảng thời gian đó thì em tự vả mặt nó linh, mình ngu thế, mình ngu thế. Nhưng mà em thấy nó là một cái trải nghiệm. Đúng, ai nên cô mà không dạy đôi lần. Trong một cuộc tình á, dù là tình nào cũng vậy, đã gọi là một mối quan hệ thì nó phải là sự nỗ lực của tất cả những bên có liên quan. Dạ đúng rồi. Vậy thì đó là cái sự nỗ lực của em, chuyện đúng sai lát nữa mình nói sau. Nhưng mà em đã cải tổ rất là nhiều thứ để em có thể giữ được cái cuộc tình theo như em thấy. Thế thì còn bạn gái em thì sao? Bạn ấy có những cái động thái nào để cùng với em hùn vốn bồi đắp cho cái cuộc tình này? Bạn nó một người đồng hành chung với em, tất cả những cái việc em làm thì sẽ có cái sự support của bạn đằng sau. Rõ ràng luôn. Nếu như mà công việc nó là 100% thì bạn nó sẽ support em tầm đến 20-30%. Tất nhiên là khi mà em thay đổi như vậy thì bạn nó rất là vui và yêu em nhiều hơn. Nhưng mà cái chuyện đó lại tới nữa chị. Vẫn là cái app đó, nhưng mà nó được giấu sâu ở trong, thì không biết làm sao em tò mò thôi chị. Tại vì lúc mà em kinh doanh thì em hoạt động trên nền tảng Facebook với lại Instagram nhiều lắm, check inbox của khách. Mà lúc đó điện thoại hết pin, em lấy điện thoại của bạn em check inbox của khách. Đột nhiên thấy một cái notification nó nhảy lên và cái notification đó được ẩn đi. Và em bấm một cái app đó và cái app đó được đặt bát. Em hỏi là tại vì sao cái app này đã kêu xóa đi để không còn liên lạc nữa, mà tại sao nó còn hiện diện đây và nó còn có password nữa. Em bấm thử password, dính luôn chị. Dính luôn. Vậy thì cái pass nó là gì? Sinh nhật của bạn. Cái nội dung thì nó cũng không như lần trước, mà kiểu như là bạn bè thôi. Bạn người cũ của em á, thì là sợ cái tính của em là em hay ghen lắm, lúc đó em ghen lắm. Nói chung là khi mình là nói chuyện yêu cũ thì ở mức độ bạn bè hay cái gì đó thì em không chấp nhận á. Đúng. Mình nói một chút về câu chuyện liên lạc với người cũ ha. Không phải ai liên lạc với người cũ, người ta cũng có những cái tâm cơ về cái câu chuyện là bỏ mặc cái mối quan hệ hiện tại. Nhưng chắc chắn một điều các bạn thân mến, khi chúng ta đang ở trong một mối quan hệ mà chúng ta vẫn còn liên lạc với người cũ, điều này nó phản ánh rất là rõ là bạn vẫn chưa toàn tâm toàn ý cho cái mối quan hệ hiện tại. Có thể là trong cái tin nhắn hoặc là trong cái việc mà mình liên lạc với người cũ, nó không có cái gì nhạy cảm hết á, nó không có yêu thương, nó không nhớ nhung. Nhưng nếu như mà mối quan hệ của hai đứa đang ổn, thực sự ổn và người ta hài lòng á, cái sức để người ta vun đắp cho cái mối quan hệ hiện tại nó còn không đủ nữa, thì lấy ở đâu ra mà phải nhớ đến cái người cũ? Thì điều đó nó phản ánh rằng là thực sự chúng ta cần phải cải tổ chỉnh sửa rất là nhiều cho cái mối quan hệ đang có. Đúng. Thế thì cuối cùng thì hai bạn lại đối thoại với nhau theo kiểu gì? Lúc đó em vẫn đang còn gây lồng gây lộn chị, em không có nghe gì hết á. Thì bạn ấy vẫn giải thích là không có gì hết, chỉ là nói chuyện thôi, bạn bè thôi. Em không nhớ rõ là câu chuyện đi xa tới đâu, nhưng mà cái kết cục của cái kết quả của cái câu chuyện đó là vẫn quay trở về cái lần trước. Là em không quan tâm, em không đủ quan tâm, em không đủ yêu, em không đủ thời gian các thứ, em không chăm sóc bạn ấy. Cái tự nhiên cái mình cảm thấy mình có lỗi nữa. Dạ em lại có lỗi tiếp. Trời ơi, cái này đúng là thao túng tâm lý nè, cái này mới là thao túng tâm lý. Dạ đúng rồi, thế là em lại cảm thấy mình bị vùi sâu vô gọi là cái tuyệt vọng gì. Đó là cái sóng gió mà đến từ nội bộ, đến từ bên trong. Thực ra người ta nói nội tình mà không có vấn đề thì nó không có chuyện ngoại tình. Yeah. Bạn gái em thì cũng phải là ngoại tình, nhưng mà rõ ràng là tất cả những gì diễn ra nó cho thấy một điều là cái nội tình của hai đứa nó không có ổn. Lỗi thuộc về ai thì đúng là chỉ có người trong cuộc mới biết thôi. Thế thì trong 3 năm đó, ngoài cái câu chuyện này ra, thì các bạn còn phải đối diện với những cái cơn gió ngược nào nữa? Đó là cái lần cuối cùng là dính tới người thứ ba. Và sau cái lần đó là hai đứa thay đổi hoàn toàn luôn. Gọi là hâm nóng tình yêu sau khoảng thời gian đó luôn. Hai tụi em yêu nhau rất là kiểu rất là sâu luôn á. Chỉ cần một bước nữa thôi sẽ là về chung một nhà vậy. Thì vấn đề tiếp theo là vấn đề về gia đình. Gia đình bạn đó là người có đạo,
Gia đình của em là gia đình theo Phật. Thế nên là mẹ em rất là cản em, không cho em quen đó. Cản đến nỗi mà nói hết dòng họ em, những ai mà liên quan tới em, giống như là anh họ của em nè, chị họ em gái ruột em, bạn bè em. Thông báo hết. Nói hết, kêu là không được là không được. Nói hết, nói để cho những cái người đó nói lại với em, để em cảm thấy khó chịu quá. Để em có thể, để em suy nghĩ lại. Em cố chấp lắm chị. Làm sao nhưng mà nói được. Khi hai đứa quen tầm 3 tháng là em đã dẫn bạn đó về nhà chơi. Bạn đó. Nhưng mà lúc đấy là mình đã phát hiện ra cái sự khác biệt tôn giáo này rồi chứ. Dạ biết rồi. Nhưng mà lúc đó là mình không nghĩ là nó trầm trọng. Dạ đúng rồi, em không nghĩ là cái mức nó nghiêm trọng đến cái mức đó luôn á. Khi mà đã quen nhau lần đó là hơn 2 năm rồi. Gia đình của bạn đó cũng kêu em qua ở bên nhà bạn đi. Tại vì nhà bạn còn đang dư một phòng. Em muốn về em kể với mẹ em việc đó và mẹ em kêu là không được. Nếu như mà qua đó là chắc chắn là phần trăm cao là cưới nhau rất là cao. Em qua nói chuyện với nhà bên kia thì bên kia cũng ok thôi. Sau cái lần nói chuyện đó là cái cuộc chiến về mẹ em với em nó kiểu nổ ra rất là mạnh luôn á. Đến nỗi mà em sợ về nhà lắm chị. Em đã làm gì trong khoảng thời gian đó? Em trốn tránh hết. Ví dụ như là bắt đầu một câu chuyện mẹ em gọi cho em nói chuyện đi. Thì hai mẹ con vẫn nói chuyện bình thường khi mà không đề cập tới cái việc đó nha. Hai mẹ con vẫn nói chuyện bình thường. Nhưng mà vừa đề cập tới cái vấn đề đó cái là em không muốn nghe nữa. Em kêu mẹ em là em bận rồi. Em không nghe nên em tắt máy luôn. Thế thì cái nguyện vọng của em lúc đó nha, thì em mong muốn là cái câu chuyện khác biệt tôn giáo này nó được giải quyết như thế nào? Em suy nghĩ là do cái bản thân của mình chưa lo được chính bản thân mình nữa. Nếu như mà mình lo được cái chính bản thân mình đi thì mình có thể có một cái tiếng nói được với phụ huynh. Rồi. Khi mà mình đã có một cái gì vững chãi rồi thì mình mới có những quyết định thì phụ huynh mới tin. Thì em cứ cố gắng thôi, em cố gắng em làm nhiều hơn thì cái việc kinh doanh của em nó cũng tốt hơn. Nhưng mà nó chỉ tốt hơn về mặt kinh tế thôi. Dạ đúng rồi. Vậy rồi cuối cùng sao khi mà nội tình ngoại tình gì nó cũng bất ổn hết. Dạ. Thì lúc đó cảm giác của em về cái cuộc tình của mình á, là nó sẽ là một cái ngọn lửa cháy bùng lên vì những cơn gió ngược này để bảo vệ quyết liệt đến cùng. Theo cái kiểu rất kháo thắng là coi như là ok, sóng lớn thì thuyền lớn, hay là mình bị mỏi mệt, mình bị rã rời. Em thấy giống như là quá tam ba bệnh gì. Qua hai cái lần kia xong rồi đến lần này nữa, em cảm thấy là cái cuộc tình mình sóng gió. Thứ nhất, thứ hai là đúng là em không thể nào chiến thắng được mẹ em được. Cho dù em có làm bất cứ chuyện gì, và lúc đó em còn bé quá, em còn đang còn đi học nữa, em còn chưa có thể mà đủ mà lo chính bản thân mình nữa. Chiến tranh lạnh trong khoảng thời gian cũng khá dài chị, cũng gần một năm á. Cái lần đó là em dồn hết sức bình tĩnh suy nghĩ lại và em tự chấp nhận luôn cái hiện thực là bây giờ là mẹ mình không thích rồi. Rồi người yêu của mình như thế này. Cho dù mình ở giữa mình làm cái gì chăng nữa thì hai cái cực này nó không thể nào hút nhau được hết. Và em quyết định. Em quyết định là em buông. Hai đứa đã bao giờ bày cái chuyện này ra nói và cái kết quả của cuộc nói chuyện nó như thế nào? Hai đứa em không có một cuộc nói chuyện nào rõ ràng về cái vấn đề này hết. Em buông, nhưng mà cái buông của em nó hơi bị người ta gọi là chap boy ấy gì, nhưng mà không phải chap gì. Em là không có dám đối diện thôi. Vậy là em buông cuộc tình của em hay là em buông bản thân em? Em buông cuộc tình của em. Em buông cuộc tình của em thì mắc cái chứng gì em thành chap boy? Cái vấn đề đây là em muốn chấm dứt cuộc tình này, nhưng mà nó hơi ích kỷ là em không muốn là cái người nói ra là mình chia tay đi, em kiếm người mới đi. Tại vì lúc đó hai đứa đang quá là gần nhau, đang quá là thánh khiết với nhau. Em không có gì em đối diện là em sẽ chia tay bằng nó. Và em dùng sẽ dùng cái từ đơn giản là hơi hèn đó đúng không? Dạ hơi hèn. Đúng hơi hèn á. Thì em chọn lấy cách là tìm mọi cách luôn để cho bạn nó nói lời chia tay với em. Em đi quen người khác luôn. Em đi cặp hết người này người kia luôn. Bạn nó biết luôn, nhưng mà bạn nó vẫn qua nhà và bạn nói chuyện với em. Nhưng mà em không nói chuyện. Bạn nó qua nhà, em đóng cửa, em vào trong nhà. Cứ như vậy trong một khoảng thời gian là gần một tháng. Em quen được bao nhiêu người? 4-5 người đó. 4-5 người trong một tháng. Em xếp lịch cũng giỏi thiệt á. Rồi sao rồi phản ứng của bạn gái? Giống như là người ta bị mệt mỏi quá rồi. Người ta cũng buông lơi luôn. Người ta cũng tự chấp nhận luôn. Tự chia tay luôn. Dạ. Ủa em có một cái cuộc tình mà nó không có điểm đầu, nó cũng không có điểm cuối luôn em. Dạ đúng rồi. Một cuộc tình không có tuyên ngôn, một cuộc tình cũng nợ nhau lời chia tay. Vì giống như là không có bắt đầu nên không kết thúc á chị. Nó có bắt đầu chứ, chẳng qua là mình không cột dây nó chỗ đó một cái nút thắt thôi chứ nó có mà. Em có tiếc gì về cái hành trình đó không? Em cảm thấy là trong một khoảng thời gian yêu nhau như vậy á, em đã làm hết sức rồi, hết sức có thể rồi. Hai đứa cũng đang yêu nhau rồi. Và cái thứ em cần lúc đó là cuộc sống tốt hơn cho hai đứa luôn. Nhưng mà em hơi hèn, em không dám nói ra, em không dám nói chia tay. Vậy em làm mọi thứ để em trở thành người xấu, để cho bạn nó đừng nghĩ về em nữa.
vì hai đứa nó xây ra một cái nhà quá đẹp rồi. Xong rồi bạn, ví dụ như bạn qua một cái nhà mới, bạn vẫn nhìn được cái nhà này, ô cái nhà đẹp quá, bạn vẫn suy nghĩ lại, thì em cảm thấy nó vẫn hơi bị áy náy, thì em làm mình thành một người xấu, em đập cái nhà luôn. Thế là em khoác lên mình một chiếc áo người xấu. Rồi lặng lặng chia tay vậy luôn. Rồi giờ đến lúc này, bây giờ mình nghĩ mình bật đèn được chưa? Vậy chuyện kể cũng sương sương rồi đó. Bật đèn là gì? Đèn hơi chói lắm ta. Thì em quyết định bật đèn luôn. Dạ, mời chị thôi hỗ trợ chúng tôi ạ. Chị rất là muốn được mọi người sẽ cùng nhìn coi là chân dung của một trap boy cố ý nó như thế nào. Chị có cảm giác á, toàn bộ những gì mà em kể với chị nãy giờ và mọi người cùng nghe, trong cái cuộc tình này á, em có cảm nhận rằng là thực ra mọi sự nó chỉ do một mình đang thực hiện không? Em đương nhiên là làm những cái điều đó dựa trên một cái suy nghĩ là em nghĩ là điều này nó đang làm cho cuộc tình mình nó tốt hơn. Mình đang vì cái cuộc tình này, mình đang muốn say. Nhưng mà có vẻ như em đã một mình á, em đã tự nghĩ là chăm sóc cho bạn gái và quan sát cái chuyện được hay không được dựa trên cái biểu cảm của bạn ấy, chứ hầu như cũng chưa nói chuyện với nhau rằng là chúng ta nên vận hành cuộc tình này như thế nào. Khi có sự khác biệt về tôn giáo thì em im lặng, em tự xử trí. Nhưng thực ra câu chuyện về tôn giáo là câu chuyện cần hai người phải ngồi nói với nhau. Nhưng mà lúc đó em nghĩ là có thể là vì áp lực, vì mình không muốn người ta tổn thương, vì tế nhị, cái em tự xoay trở một mình. Em muốn dừng lại, nhưng em lại chọn cái cách là để cho bên kia cảm thấy đây là một cái con người tồi tệ. Có nghĩa là mọi thứ em âm thầm, em tự làm. Em có cảm nhận như vậy trong cái khoảng thời gian đó? Ngay lúc đó thì em không cảm nhận ra. Nhưng mà lúc sau, sau cuộc tình đó khá là dài, trong một hơn một năm thì em không có quay lại nữa. Để em tập trung em việc kinh doanh của em. Thì em cảm thấy là cái khoảng thời gian đó mình yêu quá nồng nhiệt đi, nhưng mà cái cách yêu của mình nó bị sai. Chính xác là tình yêu là phải hai người cùng đi trên một con đường, chứ không phải một mình đi xong rồi mình kéo theo một người đằng sau. Bước qua tình đó thì em cảm thấy là mình đã trải qua một cái mối tình cũng khá là đẹp, cũng là đẹp rồi, và cũng là một cái kinh nghiệm sống cho mình, để mình làm những cái, mình có một cái kinh nghiệm nào đó cho các tình yêu sau này. Tính đến thời điểm hiện tại thì cái cuộc tình đó nó đã dừng lại được phải là 4-5 năm rồi. Dạ đúng rồi chị. Sau cái lần mà mình thể hiện một cái sự cố tình về phẩm hạnh của mình đó, để cho người ta quá nản lòng mà người ta rời đi, thì sau đó các bạn có còn gặp lại nhau mạng xã hội chẳng hạn, thì cái sự đối diện sau đó của hai bạn có khi nào trực tiếp một lần nào nữa không? Dạ có chị. Thì cái này nó cũng là một câu chuyện rất là vui. Vui cực. Sau khi chia tay, không có ai nói chia tay hết, nhưng mà sau khi hai đứa không còn gặp nhau nữa thì Facebook của em và bạn đó và Instagram, tất cả những mạng xã hội là block hết, không có một cái gì liên quan đến nhau hết. Đứa nào block trước? Em không block. Một ngày đẹp trời mở ra em thấy bị block rồi. Dạ em thấy là không thể tìm thấy người dùng này. Em tự hiểu thôi, vì em vẫn sống tiếp. Đúng một ngày đẹp trời thì cái Facebook đó unblock. Sao mình biết unblock? Mình vẫn miệt mài tìm kiếm. Dạ đúng rồi. chứ tự nhiên làm sao mà biết được người ta đã mở ra, đúng không? Dạ. Nhưng mà tim này vẫn chưa nguôi. Nhưng mà hai người có cùng một cái gọi là em nghĩ là một cái cùng một cái tần số. Khi mà em phát hiện ra bạn làm blog em thì ngày hôm sau bạn gọi em rất bất ngờ luôn. Bạn gọi em, bạn hẹn em đi cà phê, em cũng hết hồn nữa. Cà phê à? Giờ sao ta? Giờ có nên đi hay không? Thế là em quyết định đi. Hai đứa nói chuyện xong thì em cảm thấy là tại vì lúc đó em cũng không có tỉnh táo chị. Lúc đó em hơi có tí men trong người nên em cũng có tí men trước khi tới gặp hả? Dạ đúng rồi. Để lấy can đảm hả? Khi mà bạn muốn nói chuyện với em thì em cảm thấy là bạn đang muốn là hàn gắn lại cái tình cảm này, đang tìm mọi cách để hàn gắn. Tại vì lúc đó là bạn đã học xong rồi và bạn đi làm rồi. Nhưng mà không, em cứ mờ thôi. Em quyết định là không. Em về nhắn tin các bạn đó là chúng ta nên ở mức này thôi. Bây giờ khi mà mình ngồi đây, mình chia sẻ cái cuộc tình này với mọi người, trước tiên thì chị muốn nói từ phía cảm nhận của em trước đi. Những cái gạch đầu dòng nào là những gạch đầu dòng mà mình thấy rằng cái hành trình 3 năm của cuộc tình đó nó đã mang đến cho cuộc đời mình cái vốn kinh nghiệm? Gạch đầu dòng nhất là không nên đánh đổi khi mà mình đã không đủ suy nghĩ. Đó là quá là ngu và mù quáng. Thứ hai là tình yêu là hai người đi, bất cứ cái gì cũng phải nói với nhau. Thực ra chị nghĩ là không phải nói với nhau lúc nào thì chúng ta cũng có được giải pháp tốt đâu. Nhưng mà khi mình đã nói thì dù giải pháp đó là cái gì á, nó cũng không có vướng bận nữa. Dạ đúng rồi. Chứ cái kiểu mà im như vậy rồi cuối cùng mình vẫn sẽ luôn có một cái nuối tiếc là phải chi hồi đó mình thẳng thắn, để rồi cái gì thì cái, cũng hết nước hết cái rồi, không có còn phải vấn vương, phải lăng tăng, phải tiếc nuối. Đây là cái câu mà chị rất thường hay hỏi những bạn nào mà bật đèn. Tại vì khi mà mình bật đèn thì mọi người đã biết mình là ai, và người cũ chắc chắn bằng một cái cách thần kỳ nào đó của thời đại công nghệ họ sẽ có thể bắt gặp câu chuyện này và họ biết.
họ là người trong cuộc. Em có muốn nói gì với người cũ không, nếu như họ lỡ va mắt vào câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay? Mở blog đi, năm sau anh cưới anh mời. Ủa, lời thì mời nhưng mặt rất cà khịa nha. Chị ghẹo em thôi, chứ mở blog đi, năm sau tôi cưới tôi mời, nó vẫn là một cái lời đề nghị mà ở đó nó dứt điểm. Chứ còn mở blog đi rồi mình lại nói chuyện với nhau, thực ra đó là cái điều mà nghe có vẻ nó nhẹ nhàng nhưng nó vô tình làm cho người ta lại phải nắm níu về quá khứ. Em lại trở thành cái anh người yêu cũ trong truyền thuyết đó. Là lúc này em lại là cái anh người yêu cũ trong truyền thuyết, trong câu chuyện của hai bạn. Bạn ấy đang quen với người yêu cũ đó. Có nghĩa là sau cuộc tình của em thì bạn ấy quay lại với cái anh người yêu cũ. Đúng rồi ạ. Thực ra thì khi mà chúng ta ngồi đây chúng ta kể cho nhau nghe những cái cuộc tình như thế này, gọi là có một cái điều mà chị rất là muốn được chia sẻ, lan tỏa đến những bạn trẻ là một cái tình yêu đẹp nó không đơn thuần là một cái tình yêu chỉ có những lời ngôn tình. Thực ra một tình yêu đẹp là một cái tình yêu nhiều trải nghiệm. Cái sự va chạm của những người trong cuộc á, với những cái tình huống cụ thể, ghen tuông nè, bất đồng nè, không tìm được tiếng nói chung nè, thực ra tất cả những cái điều đó đều là những cái chất liệu quý giá. Và khi một cuộc tình trải qua những cái điều đó thì giống như Linh nói, mình mới có cái để mình trưởng thành. Chứ giờ trưởng thành từ cái gì? Phải trưởng thành từ những cái sự vụ cụ thể chứ. Thế thì một điều nữa mà em là người trong cuộc, đó là những cái sự đụng độ về mặt tín ngưỡng tôn giáo. Hy vọng là sau chương trình này bạn ấy sẽ unblock, sẽ mở ra để em có thể liên lạc được với bạn ấy. Mời bạn ấy đi đám cưới. Nhưng nếu như em chưa kịp mời người ta đi đám cưới mà người ta mời em trước, em đi không? Đi với chị, em đi liền á. Chắc chưa? Nhưng mà không có làm sao mà mời em được. Thì người ta unblock. Người ta sẽ unblock, nhưng mà trước khi em mời người ta sẽ mời em trước. Dạ. Em đừng quên là người ta quay lại với người cũ, có nghĩa là người ta có một lộ trình yêu đương nhiều hơn em. Dạ. Vậy thì em gái nào đó thân mến, nếu như mà vẫn còn coi chương trình đến đoạn này, chị hy vọng đoạn này biên tập không cắt của chị nha. Đó là hãy mở blog đi và hãy mời bạn ấy đi đám cưới với một cái dấu cộng rồi để ba chấm ở phía sau để coi bạn ấy sẽ dắt theo ai em nha. Cảm ơn Linh ngày hôm nay đã đến và chia sẻ câu chuyện của mình, những cái gì mà bạn ấy đã trải qua trong cuộc tình này. Tin chắc là nó không có êm đềm như những gì mà em đã ngồi đây em tả lại, nhưng cuối cùng rồi điểm dừng là chúng ta đều trưởng thành hơn sau những cái trải nghiệm như vậy. Còn các bạn thì các bạn nghĩ gì về cuộc tình này, hãy cứ comment và chia sẻ nha. Và chúng tôi hy vọng rằng đây sẽ là một cái chương trình để chúng ta có thể chia sẻ với nhau một cách đủ văn minh, một cách đủ cởi mở, và dĩ nhiên là chương trình cũng rất là chào đón các bạn. Nếu như các bạn cảm thấy là wow, em cũng có một chuyện tình muốn kể, mời các bạn đến với ghế này của chúng tôi.